rồi mà anh chơi cho mã lên sân khấu luôn, nước chảy gì đâu. Anh hai Diệu, Diệu mới qua tới hả? Nước lớn mới vô dần, chắc gì chấm sùng quá nên mỏi tay Diệu hả? Không có đâu anh hai, má say em mang mấy cái bánh má nấu hồi sáng. Anh với thằng Đen ăn nha. Lâu lâu má cũng muốn nấu một món gì đó gửi ra cho anh, má thương anh như là con ruột vậy đó. Nhưng mà nếu má không có say bảo gì thì thỉnh thoảng em cũng muốn trong xuồng nhỏ ra đây để thăm anh, có cần giúp việc nhà ngoài này có lính đàn ông, nhà cửa mấy đứng gõ gàng. Xấu hổ với người ta. Mai không mời em. Bạn gái lâu quá rồi. Rồi mai Nguyễn mấy em. Cha thấy Nguyễn chuẩn bị một nằm. Bên mà không mấy giấc lá mãi chăng căng, nhà của anh đã bao năm rồi không thay đổi, chỉ ai em đã bỏ đi về một phương trời xa lạ mà anh vẫn mãi ôm mang một giấc mộng không tan. Vừa vui sữa mẹ dập chân nói tiếng đầu đời, mẹ cứ rồi ba ba đến bây giờ năm tháng đã trôi qua, thằng Đen lớn dội biết nấu cơm quét nhà giặt áo, sao anh không nghĩ đến chuyện riêng mình, đến lúc về chiều có người cùng hôm giúp bệnh tinh tư anh hai nè. Tại mà như gì anh hai vô tình quá vậy hai, chứ tôi giống như thế này cũng quen rồi, cũng giống như vợ tôi lên dấu xa năm ba nữa vậy mà. Vì coi nè, cái khăn của chị hai vẫn má nợ còn gần chục năm qua. Thương tình yêu làm sao dễ thôi, tại vì yêu nên
Và bất cứ ở đâu anh cũng nghĩ là có chị hai của em bên cạnh. Sao anh không nghĩ đến những người khác cũng đang ngày đêm lo lắng cho anh? Vì mỗi tôi biết hỏi ai câu duyên nở trời nắng lại cây lâu càng thi quyến
sườn qua dầm để thăm anh. Hay quá anh Trời Cơ Mã. Cảm ơn anh Trời Cơ Mã rất là like của anh đó. Cảm ơn cái này cô vũ cho Trời Mã và em nha. Rồi tiếp em mời anh Thế Nguyễn. Mạng yếu không biết.